cái phần mềm Revit 2025 đó thì để cài đặt thì các bạn vào trong cái Google các bạn đánh là eob.vn, sau đó các bạn vào cái platform là eob đây, rồi các bạn đăng nhập vào tài khoản. Tôi đã đăng nhập rồi cho nên không cần phải đăng nhập. Các bạn nào chưa tạo tài khoản thì các bạn phải đăng ký thành viên, sau đó các bạn vào thư viện model, trong đây các bạn vào eob Việt Nam, rồi vào Revit, sau đó các bạn vào kiến trúc, các bạn vào 2023. Ở trong đây có phần mềm Revit 2025, tôi để cái link ở đây. Bây giờ các bạn click vào cái family của Revit 2025 nè. Các bạn không tải family nha, tại vì cái này tôi đưa cái đường link thôi. Cho nên các bạn click vào link tải tài liệu và các bạn tải cái tài liệu này về. Bạn click vào link tải tài liệu. Sau đó các bạn cứ download về, rồi các bạn giải nén nó ra. Sau khi giải nén nó ra thì các bạn sẽ thấy cái video hướng dẫn để cài đặt thì 2025 này cài rất là dễ. Video này chỉ thế thôi, chúc các bạn thành công.